Ơi, chán quá, hai công thần này ngày nào bình luận nó cũng phải 5C, là phải ít nhất là phải 2 22 3 trận. Khả năng ngày hôm nay đủ 25 trận rồi. Mỗi trận trận nào nó cũng phải say tầm khoảng phút thứ 30 mới chịu quit. Tởm quá. Trung bình là cứ phải 25 phút mới quit. Vâng, kèo đấu là bắt đầu 7 giờ 10 là bắt đầu súc, nhưng mà phải kéo vào kiểu gì cũng đến 1 giờ mới nghỉ. 7 giờ mà đến 10 giờ là mấy tiếng anh em nhỉ? 3 tiếng mà chưa xong 2C. Trời ơi, cuộc đời của tôi. Cái gì nó đang diễn ra thế này? 3 tiếng chưa xong 2C. Mình thắng mà anh. Vâng, như vậy là trận đấu này thì Hòa Minh chúng ta đã có được những cánh rừng thông là đẹp rồi, thế nhà khép góc và bãi quả đầu đội có 6 cây. Yêu đầu có luôn có voi. Và hy vọng đây là đôi voi. Có lẽ rằng ngày hôm nay tôi sẽ xác lập một kỷ lục mới trong làng vâng bình luận, với việc là tầm 3 tiếng rưỡi 2C. Vâng, kèo AC. Trận đấu này mà kéo là tầm khoảng tiếng trong game thì cũng là tôi tím. Tiếng trong game là 30 phút. Thì là tím luôn. Bảy hiệu là bảy hiệu bảy dành cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, chỉnh sửa tỷ số thành 2-2. Cố gắng đá bảy hiệu để về càng sớm càng tốt để ép đời hai mắc binh. Đấy, Zidane thì việc lùa hiệu và câu voi nó cũng tương đối nhanh thôi. À không, 14, 14 dần rồi, đóng nghe rồi. Gỗ đầu là hơi xa. Rồi, bắt đầu xả thịt hiệu. Bảy hiệu, hiệu 7 và qua đông dân ở phía ngoài đang đi tích cực đi dò, và tôi hy vọng rằng nó sẽ vấp phải những cái bãi quả. Bài là bài thiếu một quả và hy vọng rằng voi phía ngoài là voi đôi. Không, tạm thời thấy một voi lẻ thôi. Có phải là voi đôi hay không nào? Cố gắng và hy vọng cầu mong nó là voi đôi. Hết đầu đóng lại cánh rừng. Đây rồi, thêm bãi quả và thêm con voi. Như vậy là bài đã đủ. Ơi ai, đúng là voi lẻ luôn này. Voi cảm giác sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Chặt cây gỗ đi để có một vị trí đặt bé mắc binh tại cánh rừng, nhét dân vào trong là sẽ hợp lý nhất ở cái bãi gỗ này. Đang hơi mất tay câu voi, tiếp tục chặt luôn cây gỗ. Con voi đã về với nhà chính rồi, bây giờ thì xử lý nó thôi. Xử lý. Bài trận đấu này tôi đang thấy rất là cẩn thận, rất cẩn thận vì chặt tới hai cây gỗ để có một cái vị trí đặt bé mắc binh tại cánh rừng này. Tiếp tục cầu voi về. Đây là bài 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 đẹp, bài chuẩn của AC. Hiu 7 về nhà. Hiu 7 về nhà, đôi voi, có bãi quả phụ ở phía xa xa. Để dân gian quả và chuẩn bị thiết kế chiếc bét thứ hai sau khi kích đôi xong.
26 dần 15% đến từ game thủ Yugi. Vâng, cộng dần 27+1 và 14-10 với 27+1. Một trận đấu cầm AC. Trận đấu kết đời tốt của game thủ hàng Magi. Cảm giác thì cái ruộng vừa rồi đóng hơi xa. Đang chặt gỗ nào. Rồi, ok rồi. Chú đó nghe dần đi. Chú đó nghe dần đi bác ạ. Để bị lên đời là có e xong dần luôn. Đối phương cũng cộng 1 dần. Vâng, đối phương có là bài 26+1. Rồi. Nâng bánh xe và xong dần. Như vậy là bài này quyết định đánh 4A thôi. 4A và sẽ có nhà BA thứ 5 sớm. Yugi lên đời muộn hơn, ít hơn một dân nhưng lên đời muộn hơn. Chọc luôn turn thứ 2. Hai turn cùng R4 nhà BA đều. Khả năng cao là Yugi đánh nhà mà. Đánh 4A thì phải cố gắng lên được công nghệ chặt gỗ sớm hoặc là tăng A lên luôn. Tăng A làm sớm. Con nông dân 3 giờ không thấy ai cả, quay nó về không? Gặp. Lên sớm hơn game thủ Yugi gần một tuần cũng rồi. Bây giờ sóc tuần thứ 3 đi. Tuần thứ 3 đều luôn. Tăng nhà bây giờ thứ 5. Và tiếp tục bổ sung thêm lượng dân ăn gỗ nữa. Cẩn thận của cung rờ của mình vẫn đang đuổi theo rất giáp ở phía sau. Đấy rồi, dân đang đẩy ra bo đến từ màu 2 Yugi. Gặp dân ruộng chính của Yugi. Nhà BA thứ 5 đã đóng xong rồi. Từ giờ phút này trở đi thì game đùa nhìn sẽ sóc tới 5 nhà BA. Và không biết là số lượng nhà BA của Yugi là như nào. Tôi nghĩ rằng Yugi đánh 5A. Cẩn thận bị vẻ E, chắc chắn có dân và chắc chắn sẽ có vẻ E rồi. Quay đầu lại luôn không. Một thế nhà kín của game thủ Yugi. Nâng chặt gỗ. Và đục mặt này, đây sẽ là điểm yếu của Yugi. Dãy hàng bè rất dài. Đâu như vậy, vẫn chưa kịp bò. Vẫn chưa kịp bò đến từ Hoàng Anh Nhị, Yugi.
Tài nguyên là rất khỏe. Cố gắng kìm dần của game thủ Yugi. Cung rời Yugi dường như lại giật quay ra rồi. Vâng, đứng hai cung rời để báo hiệu đường đi quân của game thủ Yugi. Nhưng Yugi sổ lên, Yugi sổ lên kìa. Nhà mình đã kín, bắt luôn tờ này, có dốc cao bắt được. Nhưng rất đông cung rời của Yugi. Tờ này sẽ vâng lao vào nhà Yugi luôn. Hy vọng rằng những tờ cung rời mới nở ra sẽ giúp cho game thủ Hoàng Anh có thể thủ nhà một cách dễ dàng hơn trong tờ này. Năm nhà VA đang xin. Cung rời Yugi mới 7 cộng 1 thôi, còn cung rời mình là 7 cộng 2. Vâng, và vác dân ra quẩy. Tên này thủ được và bắt luôn tên cung rời to của thủ Yugi trên nhà của game thủ Hoàng Anh luôn. Tầm xa 7 cộng 2 nó rất khác biệt đấy. Yugi đang điều nhưng Yugi chấp dốc tên này là Yugi sai rồi. Yugi chấp dốc tên này là Yugi sai rồi. Vé vào. Rồi, bắt chọn tờ này luôn. Yugi chấp dốc tờ này là Yugi đã sai. Và bây giờ thì tên cung phi công nhà của Yugi đã bị bắt hết. Bây giờ thì xô lên thẳng luôn. Tỷ số sẽ là 3-2. Chúng ta sẽ hòa xe. Đã có 7 cộng 2 rất sớm. Yugi vẫn 7 cộng 1. Và không có cửa để cho Yugi. Đấu cung R mà hơn một công nghệ về tầm xa này là khác biệt rất lớn. Chưa nói đến sự phát triển của những con nông dân nữa. Rất nhiều thực bách cần phải sóc mạnh thêm những con nông dân nữa. Thạch sóc chúng tôi tầm khoảng 5-6 dân nữa nè. Còn sóc còn bạch 10 dân luôn. Những cái bãi gỗ bắt đầu xấu dần rồi. Đóng ghép mới nè. Đi tìm thế nhà từ hướng từ 2 giờ xuống xem Yugi thế nhà như thế nào. Có lẽ toàn hàng be thôi. Bắt luôn tên này. Yugi đang có những hướng đi cung R lỗi. Vâng, timeline là 63. Timeline của Yugi chắc là tầm 40 rồi. Tỷ số là 3 cho trận đấu thứ 2 và chúng ta đã hòa xe.